những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 2. Từ tháng 2 năm 2023, nhiều quy định đáng chú ý có hiệu lực liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú, mang ngoại tệ ra nước ngoài, xuyên tạc lịch sử trên phim, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Quy định mới về lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú từ ngày 5 tháng 2, thông tư số 75/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực, quy định mức đóng lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng mỗi lần đăng ký nếu nộp hồ sơ trực tiếp, 10.000 đồng mỗi lần đăng ký nếu nộp hồ sơ qua. Cổng dịch vụ công trực tuyến, công dân đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cá nhân, hộ gia đình thì lệ phí là 15.000 đồng mỗi lần đăng ký trực tiếp, 7.000 đồng mỗi lần đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Trong trường hợp tách hộ, đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách, mức đóng lệ phí lần lượt là 10.000 đồng mỗi lần đăng ký trực tiếp, 5.000 đồng mỗi lần đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Một số trường hợp được miễn lệ phí đăng ký gồm trẻ em là người dưới 16 tuổi, người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi trở lên, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Người lao động mắc ung thư được lãnh bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc thông tư số 18/2022 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 đã sửa đổi quy định về các trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội một lần trong thông tư 56/2017. Theo đó, người lao động gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được lãnh bảo hiểm xã hội nếu thuộc một trong các trường hợp sau. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn F. Trước đó, thông tư 56/2017/TT viết yêu cầu người lao động đang bị mắc ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng phải đồng thời đáp ứng thêm điều kiện là không tự sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì mới được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc. Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. Như vậy, người lao động nếu không may mắc ung thư có thể lãnh bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc mà không phải chờ một năm như trước đây. Giám định lại sức khỏe do tai nạn lao động không cần chờ 2 năm đây cũng là một trong những chính sách mới. Đáng chú ý về bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 2 năm 2023 được đề cập trong thông tư 18/2022 của Bộ Y tế. Tại khoản 8 điều 1 thông tư 18 quy định, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã thực hiện giám định sức khỏe để hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoàn toàn có thể chủ động đi khám giám định lại mức suy giảm khả năng lao động nếu có nhu cầu. Trước đó, nếu muốn giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động phải chờ ít nhất 2 năm, đủ 24 tháng tính từ ngày người lao động được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gần nhất trước đó. Ngoài ra, người lao động còn được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề trả phí khám giám định lại nếu kết quả khám giám định xác định người lao động đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong trường hợp kết quả giám định lại không đủ để được điều chỉnh tăng mức trợ cấp, người lao động chủ động đề nghị khám giám định lại sẽ phải tự chịu chi phí khám giám định. Quy định mới nhất về mua chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông tư số 20/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2, trong đó quy định các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức bao gồm mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa nhà nước, chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ mua chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức cá nhân trong nước và hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ mua chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong nước và hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tài trợ học bổng, y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ. Xuyên tạc lịch sử trên phim sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng. Nghị định số 128/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 đã sửa đổi một số quy định xử phạt trong hoạt động điện ảnh tại Nghị định 38/2020.
2021, cụ thể phạt tiền 40-50 triệu đồng đối với cá nhân, 80-100 triệu đồng đối với tổ chức có các hành vi vi phạm như xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc, danh nhân, thể hiện không đúng, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về an ninh mạng, đồng thời quy định đình chỉ các hoạt động sản xuất phim tại Việt Nam, phát hành phim, phổ biến phim, quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh 1-3 tháng, buộc cải chính thông tin sai sự thật, xin lỗi cá nhân bằng văn bản. Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thông tư số 67/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 46/2014/TT-BC quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 06/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2. Trong đó, Cục An ninh Kinh tế, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan và người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được phân công phụ trách, hàng năm, cơ quan, doanh nghiệp chủ trì, đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên bảo vệ chưa qua huấn luyện. Cục An ninh Kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh Chính trị Nội bộ và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Thông tư mới của Bộ Công an phân cấp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cụ thể như sau. Cục An ninh Kinh tế, Cục An ninh Chính trị Nội bộ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thuộc các ban, bộ, ngành ở Trung ương. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương được phân công quản lý, phụ trách.